Hello anh em, xin chào quý vị và các bạn. Như mọi người đã biết đấy, là các cái dòng xe SUV hiện nay thì là một trong những cái mẫu xe đa dụng và rất được ưa chuộng. Không chỉ sở hữu cái không gian nội thất rộng rãi mà còn có khả năng bám đường và đi địa hình khá tốt, đặc biệt là di chuyển ở trong những điều kiện thời tiết mưa ngập lụt như ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Thì đúng là những cái mẫu SUV luôn luôn chiếm lợi thế bởi cái thiết kế là gầm cao, máy thoáng, dáng thì cũng ngon, phải không anh em? Và trong video này của Auto Eli thì xin mời anh em cùng quý vị và các bạn đi điểm lại một số những cái mẫu SUV khá hot trên thị trường trong cái năm 2018 vừa qua. Và dự rằng trong năm 2019 tới đây thì cũng rất nhiều mẫu xe sẽ được nâng cấp thêm một cái phiên bản mới và cũng sẽ rất hot ở trên thị trường. Và cái mẫu xe đầu tiên ở trong cái bảng xếp hạng này có lẽ chúng ta sẽ phải nhắc đến là chiếc Hyundai Tucson với cái giá bán khá dễ chịu là ở mức 770 triệu đồng. Cùng cái phong cách thiết kế mới thì mẫu xe này hướng tới những cái chủ sở hữu cá tính, thời trang hiện đại và là những con người không ngại thay đổi. Phần đầu xe thì sẽ thu hút khá nhiều những cái ánh mắt với cái lưới tản nhiệt mới và đã được áp dụng trên những cái dòng xe như là dòng xe Hyundai Santa Fe mới, Hyundai Kona. Và cụm đèn trước thì là cụm đèn LED đẹp mắt, cản trước cũng nhấn mạnh cái tính thể thao hơn cho xe. Là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, thế cho nên kích thước của Hyundai Tucson 2019 không có sự thay đổi. Những bản nâng cấp được trang bị ở trên cái Hyundai Tucson 2019 mới đó chính là cái hệ thống thông tin giải trí với màn hình 7 inch tương thích Apple CarPlay và Android Auto, cái dịch vụ BlueLink, hệ thống âm thanh cao cấp, sạc điện thoại không dây, cửa khoang hành lý đóng mở điện thông minh. Về những cái trang bị công nghệ về an toàn cũng như là cái khả năng hỗ trợ cho các bác tài thì Tucson mới cũng được trang bị hệ thống cảnh báo mất tập trung cho người lái, cảnh báo và phát hiện người đi bộ, hỗ trợ ngăn ngừa va chạm trước, hỗ trợ giữ làn đường, hệ thống điều khiển hành trình thông minh, camera 360 độ xung quanh xe. Và Tucson 2019 mới còn được cải thiện đáng kể cái sức mạnh vận hành. Phiên bản mới thì được trang bị hai cái cấu hình động cơ, bao gồm động cơ xăng 2.0 lít với công suất 164 mã lực và mô men xoắn là 205 Nm. Còn một động cơ xăng 2.4 lít nữa với cái công suất là 181 mã lực, mô men xoắn là 237 Nm. Tất cả thì đi kèm theo cái hộp số tự động 6 cấp và hệ thống dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian. Tại thị trường Việt Nam thì Hyundai Tucson hiện đang được phân phối dưới dạng lắp ráp trong nước với hệ thống nhà máy sản xuất của Hyundai Thành Công đang được mở rộng và rất có thể Hyundai Tucson 2019 mới sẽ sớm được lắp ráp và ra mắt tới người tiêu dùng Việt Nam. Và một cái mẫu xe tiếp theo, một cái mẫu xe mà chắc hẳn quý vị và các bạn ra đường sẽ gặp rất nhiều, đó chính là chiếc Mazda CX-5 với cái giá bán cũng vô cùng hấp dẫn từ 899 triệu đồng. Vậy Mazda CX-5 thế hệ mới này sẽ có cái sự lột xác tuyệt vời như thế nào so với thế hệ cũ thì chúng ta sẽ cùng đi điểm qua. Với những cái cách tân đáng kể được thực hiện ở phần ngoại thất và nội thất cho đến những cái trang bị an toàn tiên tiến thì CX-5 vẫn thừa hưởng nhiều cái ngôn ngữ thiết kế cô đô từ người đàn anh CX-9. Theo nhà sản xuất thì Mazda CX-5 có trọng tâm thấp hơn những cái phiên bản trước. Phía trước thì được mở rộng 10mm tạo cái cảm giác rộng rãi và mạnh mẽ. Trụ A được bố trí dịch về phía sau 35mm so với phiên bản cũ. Hơn nữa thì hãng cũng tối ưu hóa những cái vị trí tương đối giữa các trục bánh xe ở cột A. Động cơ tiếp tục có hai tùy chọn là máy xăng 2.0 lít và 2.5 lít Skyactiv G 4 xi lanh. Trong khi một số thị trường đặc biệt khác thì sẽ có những cái phiên bản động cơ như là động cơ dầu Skyactiv D 2.2 lít 4 xi lanh. Sự thay đổi lớn nhất ở cái hệ thống truyền lực là việc bổ sung thêm cái công nghệ G-Vectoring Control kiểm soát mô men xoắn giúp cho việc lái xe ổn định khi vào cua. Và hộp số thì chúng ta cũng có hai tùy chọn là số sàn hoặc số tự động 6 cấp đi kèm chế độ Sport như là thế hệ cũ. Tương tự thì cũng được áp dụng hai cái hệ thống dẫn động trước đây là dẫn động cầu trước hoặc là 4 bánh. Nội thất thì cũng được thay đổi toàn diện và nhấn mạnh sâu hơn vào cái triết lý tập trung cho con người, những cái người trải nghiệm ở trên xe. Các nút bấm thì hệ thống chân ga và hệ thống chân phanh tạo cái sự thoải mái tối đa cho người điều khiển. Tầm nhìn của người lái cũng sẽ được cải thiện tốt hơn nhờ cái việc điều chỉnh cột A và cái gương chiếu hậu. Trong khi đó thì tầm nhìn phía sau cũng sẽ được nâng lên một chút nhờ cái phần đáy kính phía sau thấp xuống. Độ ồn thì sẽ giảm đi 10% so với thế hệ trước ở vận tốc 100 km/h. Và đó là cái con số mà nhà sản xuất đã đưa ra. Còn thực tế trải nghiệm
thì sẽ rất cần những cái ý kiến đóng góp từ những người trải nghiệm là quý vị và các bạn hàng ngày sử dụng. Và tiếp đến vị trí thứ 3 chính là một đối thủ cực kỳ nặng ký của Mazda CX-5, nhưng rất tiếc rằng Honda CR-V hiện tại thời điểm này đang rất khan xe ở trên thị trường. Nếu như bạn muốn sở hữu một mẫu Honda CR-V vào thời điểm này với cái giá bán 973 triệu đồng, thực sự là rất khó. Và cái mẫu Honda CR-V mới này thì được trang bị cái động cơ turbo, và động cơ turbo của Honda thì cũng rất là nổi tiếng. Như vậy thì trong phân khúc crossover tại Việt Nam thì với những cái mẫu xe được ưa chuộng như là Mazda CX-5, Nissan X-Trail hay là Hyundai Tucson thì Honda CR-V là mẫu xe thứ hai được trang bị động cơ turbo. Và đây cũng là một lợi thế không nhỏ đối với cả Honda CR-V khi được trang bị kèm theo hàng loạt những tiện ích mới từng được ứng dụng trên những mẫu xe như là mẫu Honda Civic hay là mẫu Honda Accord. Thay đổi lớn nhất của mẫu Honda CR-V này nằm ở không gian nội thất, với cái sự xuất hiện của hàng ghế thứ ba mang tới cái không gian rộng rãi và linh hoạt hơn, đủ chỗ cho 7 người ngồi. Hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba thì được thiết kế tùy chỉnh, có thể gập phẳng hoàn toàn hoặc là gập 60-40. Một tính năng mới được trang bị trên Honda CR-V thế hệ thứ 5 chính là cốp điện tự động trên bản lề. Bên cạnh đó thì độ cao của cửa cốp hoàn toàn có thể được lập trình và tùy chỉnh với mục đích của người sử dụng khác nhau. Về tiện ích thì Honda CR-V cũng được trang bị những cái hệ thống như là đèn full LED được thiết kế độc đáo này, trang bị cho cả đèn phía trước và phía sau, và chỉ có ở trên bản lề và bản G mà thôi. Thêm vào đó thì các cái chi tiết được nẹp mạ chrome cho phần cản trước, cản sau và hai bên thân xe, giúp tôn thêm cái dáng vẻ hiện đại và cái sự sang trọng của mẫu xe này hơn. Đặc biệt thì Honda CR-V mới được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 3 phiên bản là phiên bản L, phiên bản G, phiên bản E. Tiếp theo nữa nằm ở cái phân khúc cạnh tranh với những cái mẫu xe như là Honda CR-V, Mazda CX-5 thì cũng là một đối thủ nữa được đến từ Pháp, chính là chiếc Peugeot 3008, với cái giá bán có phần nhỉnh hơn một chút so với các cái mẫu xe kể trên là 1 tỷ 159 triệu đồng. Và cũng nằm ở cái phân khúc SUV cỡ nhỏ thì mẫu xe này hoàn toàn mang cái ngoại hình cá tính cũng như là cái thiết kế nội thất khá là lạ mắt, hiện đại, và sở hữu cái mức giá cũng không phải là quá mắc so với những cái mức giá ở trong cùng phân khúc trên thị trường hiện nay. Nhìn từ bên ngoài thì có thể thấy phong cách thiết kế mới của Peugeot 3008 hiện hữu ở mọi cái ngóc ngách, điển hình là những cái đường nét cắt xẻ phần đầu xe. Nổi bật hơn cả là cái cụm đèn pha trước với cái công nghệ full LED có khả năng chiếu theo góc đánh lái. Dù phải nói rằng là trên tổng thể phần đầu xe thì nếu mà chúng ta nhìn trực diện thì sẽ có cảm giác là hơi rối một chút, nhưng mà rõ ràng là cái phần đầu xe của chiếc Peugeot 3008 đã được cải thiện rất nhiều so với cả thế hệ trước. Tại thị trường Việt Nam thì Peugeot 3008 trang bị cái động cơ 1.6 lít THP cho công suất là 165 mã lực và mô men xoắn cực đại là 240 Nm đi kèm với cầu số tự động 6 cấp với mức giá bán gần 1,2 tỷ đồng. Cao hơn một chút so với các đối thủ được lắp ráp trong nước như là Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson, và cao hơn cả cái mẫu xe 7 chỗ được nhập khẩu là Honda CR-V. Thì liệu đây có là cái sự lựa chọn đáng đồng tiền bát gạo cho phân khúc SUV cỡ nhỏ hay không? Thì anh em cùng quý vị và các bạn cũng nhớ comment ngay phía dưới video này. Và tiếp theo thì chúng ta cùng đến ngay với cả người đàn anh của 3008, chính là mẫu 5008, là một cái mẫu MPV đa dụng được ưa chuộng tại nhiều nước trong châu Âu. Thì hiện tại thời điểm này đã có mặt ngay ở Việt Nam. Xe thì sở hữu cái chiều dài tổng thể là 4.640mm cùng cái trục chiều dài cơ sở là 2.840mm, nhìn hơn một số cái tên 5+2 khác trên thị trường như là Honda CR-V 2.659mm hay Nissan X-Trail 2.705mm. Phần đầu xe thì đặc biệt là nổi bật với cái cụm đèn pha trang bị hoàn toàn công nghệ LED. Ở phần đuôi xe và thân xe thì các đường nét đã trở nên hài hòa, vừa mắt hơn với người Việt Nam. Đặc biệt là cụm đèn hậu cũng được trang bị công nghệ full LED với cái tạo hình khá lạ mắt. Xe cũng sử dụng cái động cơ 1.6 lít tăng áp cho công suất cực đại là 165 mã lực, đi cùng với đó là hộp số tự động 6 cấp. Các cái trang bị an toàn trên xe có thể kể đến như là hệ thống chống mất cứng phanh ABS, hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBFD, hệ thống phanh khẩn cấp EBR, cân bằng điện tử ESP, chống trượt ASR cùng 6 túi khí, hệ thống ga tự động và hệ thống giới hạn tốc độ. Những cái trang bị như là khởi hành ngang dốc này, hỗ trợ xuống dốc, cảnh báo điểm mù, cảnh báo áp suất lốp, hệ thống cảm biến hỗ trợ đỗ xe hay là camera 180 độ, cảnh báo trịch làn đường, hệ thống nhận diện và cảnh báo biển báo giới hạn tốc độ, khóa ESO fix cho chế trẻ em. Tiếp theo nữa, tại vị trí thứ 6, có lẽ chúng ta sẽ đến ngay với một hãng xe được mệnh danh là một trong những hãng xe an toàn nhất trên thế giới. Chắc hẳn nhắc đến đây thì quý vị các bạn cũng nghĩ ngay đến hãng Volvo. Vâng, đó chính là chiếc XC40 của Volvo, giá bán dự kiến là 1,7 tỷ đồng. Lần đầu tiên được ra mắt vào hồi đầu tháng 9,
thì cùng với đàn anh là XC60, XC90 thì XC40 đã lấp đầy cái phân khúc SUV từ nhỏ đến lớn của Volvo. Trên thị trường, XC40 là mẫu xe cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như là BMW X1, Mercedes GLA, Audi Q3. Xe thì có cái chiều dài là 4.425mm, rộng 1.851mm và cao 1.658mm, với chiều dài cơ sở là 2.702mm. Có thể thấy cái kích thước của XC40 có phần nhỉnh hơn các đối thủ còn lại. Điều này thì giúp cho hãng xe Thụy Điển dễ dàng thiết kế cái khoang nội thất rộng rãi và tiện nghi, kèm theo những cái trải nghiệm thoải mái cho người dùng. Là một cái hãng xe luôn đi tiên phong về công nghệ an toàn trên xe hơi, vì thế sẽ thật thiếu sót nếu như chúng ta không nhắc đến cái công nghệ được trang bị ở trên mẫu xe này. Những cái công nghệ tưởng chừng như là chỉ thấy ở trên những cái mẫu xe cỡ lớn của Volvo thì ở trên XC40 cũng được trang bị rất đầy đủ. Chúng ta có thể kể đến ngay như là hệ thống hỗ trợ lái xe tự động này, Pro Pilot Assist này, hệ thống an toàn phanh chủ động trong thành phố, City Safety, hay là hệ thống cảnh báo giao thông với hỗ trợ phanh và kệ hệ thống camera 360 độ được trang bị xung quanh xe. Là đàn em nên lẽ dĩ nhiên XC40 cũng sẽ có cái giá mềm hơn so với những người đàn anh như là XC60 đang phân phối tại thị trường Việt Nam. Với cái mức giá mềm hơn như vậy cộng với cái sự thông minh và tinh tế ở trong ngôn ngữ thiết kế thì chắc hẳn XC40 sẽ là cái mẫu xe thành công của hãng xe Thụy Điển tại thị trường Việt Nam hiện nay. Đứng tiếp tại vị trí thứ 7 sẽ là một cái tên đến từ cái hãng xe rất lớn, sở hữu rất nhiều những cái hãng xe đẳng cấp ở trên thế giới hiện nay. Đó chính là chiếc Tiguan Allspec của Volkswagen. Với cái giá bán là 1,7 tỷ đồng thì cái mẫu SUV này có cái kích thước dài hơn chiếc Tiguan tiêu chuẩn. Xe được trang bị động cơ i4 TSI tăng áp 2.0L, có công suất tối đa là 180 mã lực tại vòng tua 3.940 đến 6.000 vòng trên phút. Vâng, một cái giải vòng tua khá rộng, hứa hẹn rằng sẽ cho chúng ta cái khả năng tăng tốc rất tốt ở trong các giải tốc độ khác nhau. Mô men xoắn cực đại là 320 Nm tại 1.500 đến 3 vòng 940 vòng trên phút. Đi kèm là hộp số tự động 7 cấp DSG. Có động cơ này giúp xe có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ mất 7,8 giây trước khi đạt cái tốc độ tối đa là 208 km/h. Mẫu SUV Volkswagen Tiguan Allspec sẽ cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ trong phân khúc như là Mercedes GLC 200, BMW X3 hay Audi Q3 tại Việt Nam. Ở cái vị trí thứ 8 thì có lẽ chúng ta sẽ không thể không nhắc đến người đàn anh của Tiguan. Đó chính là chiếc Touareg với cái giá bán dự kiến là 2,5 tỷ đồng. Thì chiếc Touareg mới mang một cái phong cách thanh mảnh hơn, lược bỏ đi các cái đặc tính off-road của người tiền nhiệm. Mặc dù được phát triển trên cái cấu trúc MLB ứng dụng trên Porsche Cayenne, nhưng mà Volkswagen khẳng định chi tiết duy nhất ở ngoại thất mà Touareg chia sẻ với Cayenne đó chính là kính chắn gió trước. Cái mẫu Touareg 2019 thì sở hữu cái cụm đèn pha LED Matrix. Vâng, là một cái công nghệ đèn pha rất hiện đại ngày nay, hỗ trợ chúng ta rất nhiều ở trong cái khả năng đi ở trong các cái cung đường khác nhau như là đường phố, đường cao tốc hay là đường trường. Xe thì cũng được trang bị những cái công nghệ hỗ trợ tiếp theo như là hệ thống hỗ trợ tắc đường này, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường, phanh khẩn cấp tự động, camera quan sát ban đêm và nhiều hệ thống hỗ trợ lái khác cũng như những cái tính năng an toàn khác nữa. Mà có lẽ thì nếu mà để kể ra thì chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian. Dưới nắp capo của chiếc Volkswagen Touareg 2019 có cả động cơ xăng, động cơ dầu và plug-in hybrid, đi kèm với số tự động 8 cấp. Bản xăng thì dùng loại 3.0L V6 công suất 335 mã lực. Còn bản máy dầu thì gồm 3.0L V6 228 mã lực và 282 mã lực. Còn đầu bảng thì chúng ta vẫn phải kể đến đó chính là động cơ 4.0L V8, công suất là 417 mã lực. Vâng, cũng là động cơ dầu đấy ạ. Đối với cái biến thể plug-in hybrid thì có cái công suất là 362 mã lực với cái phạm vi di chuyển bằng điện lên tới 58 km. Theo dự kiến thì Touareg thế hệ thứ 3 có thể bán tới tay người tiêu dùng trong năm 2019 tới với giá bán tăng so với thế hệ trước. Tiếp theo tại vị trí thứ 9 thì chúng ta sẽ đến với một mẫu xe được mệnh danh từ trước đến nay là một hãng xe luôn đi đầu về công nghệ đèn. Và chiếc SUV cao cấp nhất của hãng xe Đức này chính là chiếc Audi Q8. Vâng, chiếc Audi Q8 được phát triển ở trên nền tảng MLB Evo, tương tự như là chiếc Lamborghini Urus hay là chiếc Porsche Cayenne 2017. Q8 thì sở hữu những cái sự tinh tế của chiếc coupe 5 cửa và sự thực dụng của một chiếc SUV cỡ lớn. Các cái biến thể của Q8 thì đều được trang bị hàng loạt những cái công nghệ và tính năng hiện đại sang trọng bậc nhất hiện nay. Diện mạo tổng thể của Q8 thì rất bắt mắt, nổi bật với cái lưới tản nhiệt, khung đơn cỡ lớn, cụm đèn pha LED tiêu chuẩn và các bạn có thể tùy chọn thêm là đèn pha HD Magic LED. La răng của xe là 22 inch, đèn hậu dạng LED thiết kế trải đều
từ trái qua phải, tương tự như là mẫu Audi A8 hay Audi A7 mới. Cản sau thể thao hơn với màu sơn đen khác biệt. Audi Q8 thì có cái giá bán dự kiến là 4 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với một hãng xe đến từ Anh. Và chiếc xe này là một mẫu xe SUV cỡ trung, hiệu suất cao, làm mưa làm gió trong năm 2018 vừa qua. Không chiếc xe nào khác chính là Range Rover Velar, với giá bán từ 4,9 tỷ đồng. Tân binh tại thị trường Việt Nam này sở hữu những cái chi tiết được làm hoàn thiện bằng thủ công, mang tính đột phá cao, đã tạo nên một mẫu xe sang trọng, hiện đại cũng như mang đến cái hiệu suất cao và ổn định. Động cơ Ingenium 3.0 lít V6 SI6 siêu nạp cho công suất 380 mã lực, mô men xoắn cực đại 450 Nm, tốc độ tối đa đạt được là 250 km/h, khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong vòng 5,7 giây. Tại thị trường Việt Nam, Range Rover Velar được nhập khẩu và phân phối qua 3 phiên bản 7SE, R, A Dynamic và First Edition, đều sở hữu khối động cơ SI6 3.0 lít V6 Supercharged 380 mã lực. Tiếp theo là vị trí 11, BMW X6. Với lần trở lại này, BMW X6 2018 được đánh giá cao về nội thất cao cấp, động cơ mới mạnh mẽ và hệ thống âm thanh giải trí tiên tiến. Dù còn một số nhược điểm nhỏ, nhưng đây là điều có thể chấp nhận được vì không có một mẫu ô tô nào có thể hoàn hảo một cách tuyệt đối. BMW X6 2018 tiếp tục là đối thủ nặng ký cho phân khúc SUV hạng sang cỡ vừa. BMW X6 2018 có các trang bị an toàn tiên tiến như hệ thống kiểm soát hành trình hỗ trợ dừng, camera 360 độ, giám sát điểm mù, cảnh báo rời làn, cảnh báo va chạm trước, cảnh báo va chạm đường đô thị, camera phát hiện người qua đường, đèn pha LED thông minh, đèn pha chống lóa tự động, thông báo tốc độ giới hạn, camera lùi, cảm biến hỗ trợ tiến và lùi, hỗ trợ đỗ xe thông minh và camera nhìn ban đêm phát hiện người đi bộ. Nếu bạn muốn một chiếc xe có cảm giác lái thể thao trong hình dạng SUV, thì BMW X6 là sự lựa chọn phù hợp với bạn. Những đặc điểm nổi bật của xe bao gồm nội thất cao cấp, hiện đại, tùy chọn động cơ mạnh mẽ, trải nghiệm lái cực tuyệt vời. Tuy nhiên, ghế sau chật hẹp và khoang hành lý kích thước nhỏ là những điều mà bạn nên cân nhắc trước khi sở hữu mẫu xe này. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một hãng xe sang đến từ Nhật. Vâng, chiếc Lexus RX 350L giá bán từ 4,09 tỷ đồng. Tổng thể chiếc RX 350L không có quá nhiều sự khác biệt so với phiên bản cũ. Tuy nhiên, với việc mở rộng thêm hàng ghế thứ ba dài hơn 110mm, nâng chiều dài tổng thể lên đến 5000mm cũng như bố trí hợp lý, không chỉ tạo nên hình ảnh bên ngoài bề thế hơn mà cũng đem lại cảm giác ngồi thoải mái cho hành khách phía sau. Một số đặc điểm nổi bật ở mặt thiết kế trên hai mẫu xe này bao gồm lưới tản nhiệt hình con suốt đặc trưng, cụm đèn pha 3 bóng LED hình chữ L, vành xe hợp kim nhôm 20 inch 5 chấu kép, ống xả kép thể thao phía sau và cánh hướng gió phía sau lớn làm nổi bật thiết kế thể thao và tối ưu hóa tính khí động học của xe. Nội thất tiện nghi với triết lý lấy người sử dụng làm trung tâm, bằng táp lô ốp gỗ Shimamoku, ghế bọc da semi alin cao cấp với vô lăng 3 chấu thể thao được trang bị nhiều phím bấm tiện ích, màn hình trung tâm 12,3 inch, màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió HUD, kích thước lớn, hệ thống âm nhạc mới sẽ có thiết kế mảnh mai hơn, các góc được vuốt tròn trịa và sắc sảo hơn. Điều này hoàn toàn phù hợp với phong cách thiết kế của các mẫu xe trong đại gia đình nhà Mercedes-Benz. Tuy nhiên, cột C của GLE 2019 lại khá giống với phiên bản hiện tại và được kết nối quang học với cửa sổ phía sau thông qua những miếng nhựa màu đen. Ngoài ra, GLE 2019 có thể sẽ không còn được trang bị hệ thống dẫn động 4 bánh trên tất cả các phiên bản nhằm giảm trọng lượng và cải thiện khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Thay vào đó, hệ thống dẫn động AWD có thể sẽ là một tùy chọn trên phiên bản cao cấp. Dòng xe GLE của Mercedes-Benz đã có 7 năm làm mưa làm gió trên thị trường và liên tục cạnh tranh với các đối thủ mạnh như Audi Q7 ra mắt năm 2015 và BMW X5 thế hệ mới với nhiều lần nâng cấp ấn tượng. Không chỉ dừng lại ở GLE 2019, Mercedes-Benz được cho là sẽ tiếp tục tung ra một mẫu GLE Coupe hoàn toàn mới. Và sau đây sẽ là một chiếc SUV đến từ nhà Porsche. Chiếc Porsche Cayenne 2019 với giá bán từ 4,5 tỷ đồng đang được đánh giá là một mẫu xe có thiết kế rất đẹp trên thị trường hiện nay. Chính thức được ra mắt người tiêu dùng Việt với 3 phiên bản Cayenne, Cayenne S, Cayenne Turbo đi kèm với giá bán từ 4,54 tỷ đồng thì Cayenne là một trong những mẫu xe thành công nhất của Porsche tại thị trường Việt Nam với gần 475 chiếc xe được giao cho khách hàng kể từ lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam vào đầu năm 2008. Còn trên thế giới, kể từ khi ra mắt năm 2002, Porsche đã giao 770.000 xe Cayenne đến tay khách hàng. Thế hệ mới của Porsche Cayenne được giới thiệu với 3 phiên bản. Phiên bản cao nhất là Cayenne Turbo sử dụng động cơ 8 xi lanh tăng áp kép, công suất 550 mã lực và tính năng lái năng động của xe thể thao. Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong 4,1 giây hoặc 3,9 giây với gói kích hoạt chức năng thể thao.
và đạt vận tốc tối đa 286 km/h. Phiên bản Cayenne được trang bị động cơ V6 2.9 lít tăng áp kép công suất 440 mã lực, khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong vòng 5,2 giây và 4,9 giây với gói kích hoạt chức năng thể thao. Cuối cùng là phiên bản tiêu chuẩn Cayenne với động cơ tăng áp 6 xi lanh có dung tích 3.0 lít, sản sinh công suất 340 mã lực, khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong 6,2 giây hoặc chỉ 5,9 giây với gói kích hoạt chức năng thể thao. Tiếp theo vị trí thứ 15, vị trí cuối cùng, chúng ta sẽ cùng đến với một chiếc SUV được mệnh danh là chiếc SUV nhanh nhất thế giới khi chiếc Lamborghini Urus chưa được giới thiệu. Ngoài thiết kế sang trọng cùng những trang bị đẳng cấp, Bentley Bentayga còn sở hữu khối động cơ V12 6.0 lít giúp xe có khả năng đạt vận tốc tối đa hơn 300 km/h và giá bán khoảng 27 tỷ tại thị trường Việt Nam. Xét về thiết kế tổng thể thì Bentley Bentayga được phát triển dựa trên phiên bản concept EXP9F cùng nhiều chi tiết được chia sẻ từ người anh em như Continental GT hay Flying Super. Cùng với tản nhiệt phía trước có thiết kế đặc trưng của hãng xe Bentley, chính giữa có một gân dập nổi chạy ngược lên trên nắp capo. Đèn pha dạng LED được làm kiểu hình tròn cắt phát đặc trưng của Bentley. Đèn LED định vị ban ngày hình tròn có thiết kế ấn tượng. Trang bị sức mạnh cho Bentley Bentayga là khối động cơ xăng Twin Turbo 6.0 lít V12, sản sinh công suất 608 mã lực, đi kèm hộp số tự động 8 cấp tiêu chuẩn. Xe tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 4,1 giây với tốc độ tối đa đạt được là hơn 300 km/h. Bentayga sở hữu chế độ Driver Dynamic tiêu chuẩn của Bentley với tùy chọn cài đặt Repsol Shift Off-Road, cung cấp tới 8 chế độ lái khác nhau cùng nhiều chế độ hỗ trợ điện tử như kiểm soát hành trình thông minh Stop and Go và hỗ trợ đỗ xe kèm hỗ trợ giao thông. Và vừa rồi thì chúng ta cũng đã cùng nhau đi gặp mặt 15 mẫu SUV crossover rất hot trên thị trường hiện nay. Vậy quý vị và các bạn đã đang và chuẩn bị sở hữu cho mình mẫu xe nào? Hãy comment ngay phía dưới video này và cũng đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Auto Daily để cập nhật những thông tin về xe mới nhất tại thị trường Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại!